Mời quý vị đón xem chương trình Táo Quân HTV Mừng Xuân Mậu Tuất 2018. Một chương trình độc đáo, mới lạ, nhiều bất ngờ, thú vị với sự góp mặt của các nghệ sĩ Thanh Bạch, Phú Quý, nghệ sĩ ưu tú Trọng Phúc, nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi, Bảo Trí, Lương Mỹ, Hữu Nghĩa, Hiếu Hiền, Lê Khánh, Huy Khánh, Cát Tường, nghệ sĩ Tấn Beo, Phương Bình, Trịnh Minh Dũng, Hà Linh, đặc biệt có sự góp mặt của ca sĩ đến từ nước Mỹ Kyle York và nữ nhạc sĩ đến từ nước Nga Dima, ca sĩ Phạm Anh Khoa, các nhạc sĩ Hà Chương, Vũ Bách Điền, Lan Chi. Thưa quý vị, hãy đón xem chương trình vào đêm giao thừa. Táo Quân HTV Mừng Xuân Mậu Tuất.